Chào các bạn trở lại với kênh Xe Máy Sài Gòn nha. Thì hôm nay thì Giang sẽ cập nhật giá xe đầu tháng 10 cho các bạn nha. Đó là Giang sẽ cập nhật hai dòng xe, đó là xe AB và xe Vision cho các bạn nha. Thì ở đây thì Giang có một cái em AB lên sơn màu 3D ha. Thì hiện tại thì giá AB nó dao động là từ 41 triệu tùy bản nha các bạn. Thì ở đây thì Giang có một em 3D màu trắng 3D. Ngoài ra thì nó còn có lên một số tem nè, nhìn rất là cá tính luôn nha. Bên cạnh đó thì xe bên Giang còn có lên một số phụ kiện theo xe như là ba ga, thảm để chân, boe che bô các nước ha, carbon nha các bạn. Còn bạn nào mà mình muốn độ mâm hay là độ thêm phụ kiện á thì mình có thể liên hệ Giang để Giang tư vấn cho mình nha. Thì ngoài cái màu 3D thì bên Giang còn có rất là nhiều màu zin, ví dụ như là màu xanh đen, màu đỏ đen. Bên Giang còn có một số màu khác như là màu xanh đen nè, màu đen nhám nè. Này là màu nguyên bản của nó ha. Bên cạnh đó thì Giang còn có màu xám xi măng ở đây nha các bạn. Chưa hết thì bên Giang còn có rất là nhiều màu lên sơn 3D. Thì bạn nào mà mình yêu thích màu nào á thì mình có thể liên hệ Giang để Giang tư vấn cũng như là gửi mẫu cho các bạn tham khảo thêm nha. Thì tiếp theo thì Giang sẽ tư vấn cái dòng xe Vision dành cho nữ giới đi ha. Thì Vision hiện tại thì nó có giá là từ 36 triệu tùy bản nha các bạn. Ở đây thì bên Giang sẽ có 4 phiên bản, đó là bản tiêu chuẩn, bản cao cấp, bản đặc biệt và bản cá tính nha. Thì bên Giang cũng lên sơn rất là nhiều màu Vision. Các bạn nào mà mình yêu thích sự nữ tính hay là thích sự trẻ trung, mình có thể lên các màu như là màu hồng đen này, màu xanh đen nè. Đó, thì bên Giang có bao đổi cà vẹt xe cho các bạn khi mà các bạn đổi màu sơn nha. Thì như Giang nhắc lại thủ tục bên Giang, đó là mình chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là được, đủ 18 tuổi thì Giang sẽ hỗ trợ cho mình lên hồ sơ nha các bạn. Ngoài ra bạn nào mà mình có bằng lái, sổ hộ khẩu hoặc là bảo hiểm của công ty thì mình có thể mang theo để Giang hỗ trợ cho mình được cái khoản vay cao hơn nha. Thì ngoài ra các bạn nào mà mình khi mà mình qua cửa hàng mình liên hệ trước với Giang á thì Giang sẽ hỗ trợ cho mình từ 500 cho tới 1 triệu đồng tiền xăng xe nha, tùy vào dòng xe. Thì các bạn nào mà mình cần Giang hỗ trợ nhiệt tình hơn á, mình có thể nhắn qua cho Giang số điện thoại Zalo 0333370018 nha. Thì số này thì Giang sử dụng Zalo và trực 24/24, các bạn có thể liên hệ bất kỳ lúc nào nha. Thì ngoài ra thì bên Giang còn có rất là nhiều các dòng xe ga, xe số con tay của tất cả các hãng Yamaha, Suzuki và Honda nha. Thì bạn nào quan tâm thì mình có thể để lại bình luận, thì hôm sau Giang sẽ tư vấn cái làm video ha. Thì Giang sẽ giới thiệu các dòng xe đó cho mình nha các bạn. Thì Giang xin kết thúc video tại đây. Rất là mong được đón tiếp các bạn ở tại cửa hàng. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.